Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Tại diệu đông quá quán dây kìa. Quá nóng. Tâm luôn hết. Quên hai, chặn dây anh hai ơi. Xe chạy xịt bụi luôn á. Rồi, carbon nha, một cái là lên thẳng luôn. Chưa chỉnh lèo luôn. Chưa kêu được. Rồi nha, cái một. Nó phải yếu lắm. Quậy quậy nãy giờ đây nó trùm 4 con. Đó còn mấy con mà xa hung đó, dù ai đó. Chút không á. Quá cao. Thả lại một vòng nha. Cam đen giấy độc lạ
dùng bên nó lợp lại hay sao quậy dữ ta. Dám lắm à, này nó múa quá trời. Con nó bay cao ghê. Thấm luôn. Này carbon mới xử lý luôn đó. Bon nó mới bay nhẹ đó. Hả? Quá đẹp. Vừa tròn ấm luôn á. Đâu nhóng lên cái nữa coi, bay đầm không? Được không? Mình dán tìm giải mình tâm. Cái là không đều rồi. Cái bên này ve ra. Bên kia nó mấy này ve ra nó cúp xuống thì bên này phải không? Đồ nhắm không à? Nhắm sao được. Mình đo nó còn chặt lên chặt xuống. Bữa chú Kỳ ai hả cướp rồi đi sát vô mấy ông kia nha âm nhân á. Đủ không sát vô rồi đủ không á. Nướng rồi nó lâu rồi tôi bất cước mình rồi nướng rồi cháo liền rượu. Hôm nay mình test con carbon tím vàng mình ngon à, một cái luôn. Video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nhé nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.